cười tươi quá ha. Nụ cười này nó chứa đầy một cái sự bí ẩn mà bên trong nó tức á. Ê, con cười thiệt á, con tin ảnh lắm. Chồng mày chứ ai. Không phải đâu, chú nhìn lộn á. Tao là trung tâm thu thập tin tức mà dễ gì tao thu thập sai. Chồng mày mặc áo xám, đúng không? Mặc quần tím, đúng không? Đúng rồi chú. Đó. Vậy đúng rồi, rồi. Nó chở một cái con đẹp lắm, trời đất ơi. Có khi là đồng nghiệp rồi sao? Ơi, ừ, tao nó không phải đâu. Nó về kìa con. Nó về. Con phải làm sao vậy? Con phải bình tĩnh, vui vẻ, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Em ơi, anh đã về rồi. Mọi người cười vui quá. hơi có mùi. Có chuyện gì vui với em? Anh mới đi đâu về vậy? Anh đi làm. Làm. Đi làm. Đi làm. Đi anh mày. Đi kịp phương gặp đối tác. Đối tác hả? Mày gặp đối tác. Đi chưa? Gặp đối tác. Anh đừng có xạo. Cái gì vậy? Anh mới chở con nhỏ nào đúng không? Tan tan tan. Nhỏ nào? Anh đừng có chối phải không? Mày chở một cái con nhỏ đó. Mày thấy tao mày quảng hồn mày chạy nhanh xém đụng bà bán bánh tráng. Mặt say sẩm sáng xịt. Chú nói cái gì chứ liền gì có. Có không? Liền gì có. Tao thấy rõ ràng nè. Có không? Chú Hai nhìn thấy rõ ràng kìa. Không lẽ chú Hai lớn tuổi này rồi mà chú Hai đặt điều làm mày. Tao là người không có bao giờ đặt điều cho người khác nha. Ờ thì có. Nhưng mà anh chở sẽ gieo à. Trời đất ơi, nghe là tao mới tức lên liền rồi. Xã giao. Xã giao là đứng nói chuyện, đúng không con? Trao đổi với nhau mới... khỏe không con, khỏe không? Khỏe. Giữ sức khỏe nha. Như vậy mới gọi là xã giao. Còn chở là nó qua cái giai đoạn xã giao rồi. Đúng rồi. Cái này là cái giai đoạn thứ hai rồi. Đó, cái giai đoạn thứ ba là vô khách sạn. Chưa, cái đó chưa. Chưa thì chưa. Bây giờ là giai đoạn giữa nè, là qua cái giai đoạn xã giao rồi mày. Chuyện mới từ từ chứ từ. Thấy chưa? Thấy. Không chú, không có gì mà chú phải rần, chú tức giận vậy hết. Con nói thiệt với chú là thực sự cái chuyện mà ảnh chở con nào đi nữa nó cũng là cái chuyện bình thường thôi. Thậm chí có vô khách sạn với con nào đi nữa thì con cũng có thể tha thứ được. Ngoại trừ con Hồng người yêu cũ của ảnh thôi thì con mới sợ. Con nói mặc áo hồng. Áo hồng cũng không quan trọng, quan trọng là tên Hồng. Con sáng suốt lắm. Con hay ghen quá. Là ghen đúng người, đúng việc, đúng tên rõ ràng. Con hay quá trời, dạ. Công nhận con bình tĩnh dễ sợ. Nhỏ tên Hồng chứ còn gì nữa. Bởi vì lấy chồng giống như đánh bạc vậy đó. Hên xui à con ơi, giống như cô là cô được chín nút rồi đó. Mà mày là mày hơn tao một nút á. Ủa không lẽ con may mắn hơn cô luôn hả? Thành hơn nút tức là mày là số 10 đó, là bù đó con. Tính cộng 1 là 10 á. Mày bù quá, tao nói thiệt có tao dòm thằng Hải á. Xấu thì xấu thiệt. Nhưng mà được cái thằng này cái mồm mép nó dễ sợ quá. Bây giờ con phải làm sao đây? Bây giờ con phải làm sao để cho ảnh yêu một mình con thôi? Con nghĩ ra rồi, con sẽ ẻm bùa ảnh. Mày bị điên hả? Con ẻm bùa ảnh để ảnh yêu một mình con thôi. Trời đất ơi, bùa ngải cái gì? Mày coi phim nhiều mà mày không để ý. Ở trong phim ảnh người ta có nhiều cách lắm. Cách gì cô? Thì nó có rất là nhiều cách, mày hiểu không? Bạo hành cũng có, mà dùng thủ đoạn cũng có, mà có là dùng bằng trái tim, dùng bằng tấm lòng cũng có. Tùy ăn thua mình lựa à. Cảm ơn cô, con nghĩ ra rồi. Ê, bà nội, đưa con dao đây. Tụi cái mặt mà biến thái quá, tao nói thiệt luôn á. Nhìn cái mặt mày là thấy cái cơn kỳ cục, mày đang tính làm cái gì? Con kiếm cái gì nặng con. Để làm, đập cái gì? Con đập đầu ảnh, ảnh mất trí nhớ. Thì ảnh sẽ quên con nhỏ đó, anh chỉ nhớ con thôi. Mày điên rồi, mày ngồi đó liền giùm tao cái. Sao vậy cô? Mày đập đầu nó chết rồi, nhà tao có án mạng. Ma nào nó tới nó mướn nữa. Không, con đập không có để chết đâu, con đập cho mất trí nhớ thôi. Cái vấn đề ở đây với người vợ của anh á, là con phải làm cách nào mà để nó chỉ nhớ có một mình ơn mình thôi. Nó đừng có nhớ bất cứ một người nào khác. Trong mắt của nó chỉ có một mình thôi, con hiểu không? Đẹp không chú? Kể thương chú à. Cái đầm ngủ này chú. Qua trời qua. Đầm ngủ gì đầm ngủ? Trái cây đeo kìa trời ơi. Thôi chết bà rồi, tóc như tổ quạ. Không có, trời ơi chú quê mùa quá à, anh quê quá à.
Cái này á, là gu thời trang mới của con đó. Từ bây giờ con đã quyết định rồi, con sẽ chuyển sang gu. Qua trà qua. Trời ơi, lăn lê bò tòi. Hồi sáng con quỷ kia cũng lăn lê bò tòi. Mẹ trời ơi, nó nặng như bà biển Vũng Tàu luôn. Làm như đi biển như bà nào. Rồi, thì như vậy nó mới quyến rũ. Qua trà qua nó quyến rũ quá trà qua. Mấy ông đàn ông thích vậy á. Con em, đọc tôi thấy vậy á. Em học cái phong cách này ở đâu vậy hả? Em bắt biết chứ cái phong cách này đâu vậy? Hả? Phong cách gì? Thì gớm nè. Bắt chước cơ. Nhỏ người yêu cũ của anh á. Con quỷ hồng đó. Con hồng đó. Cái hôm bữa đó là tại vì em hảo dồn anh cho nên là anh quý của anh nó đại thôi chứ ai mà có cái phong cách đó. Em thì biết suy nghĩ chứ. Ý anh nói em ngu quá hả? Chứ còn cái gì nữa. Giờ thay đồ đi xong rồi bôi cái mặt đi. Thấy ghê quá. Vợ con mà con không nhận ghê luôn á chú. Chú lấy ông con trò chú luôn á, to luôn á. Trời đất ơi. Nghĩ làm sao vậy? Nói mà văn ngập mặt tôi. Anh nghĩ làm sao vậy? Trong khi con diện anh đẹp như vậy nè. Đó, mục đích cũng chỉ là muốn quyến rũ ảnh thôi. Nhớ chuyện mà. Mày thôi đi. Trời ơi, mày đứng chỗ là tao muốn ngói rồi mày lượn qua lượn lại ngồi trong ruột tao không còn gì hết trơn á. Rồi. Trời ơi. Sao kỳ vậy ta? Bây giờ mua chú có biết 1 triệu bạc nguyên bộ này á. Trời ơi, cái này bán tao 10 ngàn, tao đem về tao chụm lửa nữa cho ở đó mà đâu đâu ra mà 1 triệu đủ thứ đầu ngu, đầu bả đậu, ốc thẳng. Trời nói nghe nè, có cách nào để con trở lại nguyên hình không? Chứ con vậy là chồng con nó bỏ con đó nha, thương quá. Tịnh tâm. Tịnh tâm. Chị. Nó vô rồi. Dạ, em chào chị. Ôi, hôm nay hẹn em ra đây có chuyện gì không vậy? Tính tôi vốn rất là thẳng thắn, cho nên là tôi sẽ không có vòng vo gì nhiều hết. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Dạ. Hôm qua cô hẹn hò với chồng tôi đúng không? Dạ. Chị bình tĩnh. Mình hẹn là mình phải lên lịch đàng hoàng. Còn này không có hẹn mà vẫn gặp. Cái này tao gọi là duyên, chị hiểu không? Có duyên với nhau. Dạ đúng rồi. Là nó còn ghê hơn là có hẹn trước nữa. Dạ, có gì đâu ghê. Là giống như là thần giao cách cảm vậy hả? Sâu sắc hơn nữa vậy hả? Dạ. có gì đâu. Hôm qua em bị xui thiệt. Quay ra đường bị bể bánh xe. Vậy hả? Mà đáng đời. Em bị bánh xe mà chị nói em đáng đời hả? Đâu có chị nói vô dơ vậy mà. Dạ, chị biết không, em bể bánh xe mà em quên đem theo cái bóp tiền. Xui ghê luôn. Vậy mà em gặp anh Hải ngoài đường. Trời ơi, mừng quá trời luôn. Em mới kêu ảnh mà ảnh không nhận ra em. Xong em mới lại em chặn đầu xe của ảnh. Xong em đạp anh xuống đường. Ảnh quay qua ảnh tình đánh em rồi chị. Em lột khẩu trang ra. Vậy là hai người nhận ra nhau. Dạ. Cái đồ mất nết. Cái đồ đàn bà mất nết. Chị. Có chồng có con rồi. Ê, đã hai đứa con rồi mà vẫn còn đi hẹn hò với chồng người ta. Trời ơi, tôi chưa thấy cái loại đàn bà nào mà lẳng lơ mà trơ trẽn như vậy. Trong khi chồng người ta là có vợ rồi, có một cô vợ hiền thục nết na như tôi vậy. Mà cô nghĩ sao cô chen vô giữa vậy? Nè, tôi nói cho cô biết nha. Kể từ nay về sau, tôi tuyên bố cấm cô gặp và nói chuyện với tôi. Ủa, lộn. Cấm cô gặp và nói chuyện với chồng tôi. Chị bình tĩnh. Chị ngồi xuống. Mời chị ngồi xuống. Bộ cô nói tôi ngồi là tôi phải ngồi hả? Ha? Dạ, tôi ngồi nè. Nói gì nói đi. Chị à, chị có thể cấm chồng chị rượu chè bê tha thì được. Nhưng mà chị cấm chồng chị không gặp em là không được. Tại vì chị không nghe câu này sao? Tình cũ không rượu cũng tới chè. Dạ, không, em lộn chị. Dạ, không có. Cái này là cái... nhu cầu chị không? Cung với cầu. Tại vì em cần ảnh, ảnh làm cho em mà ảnh phải gặp em chứ. Chị có cảm ảnh, ảnh cũng gặp em mà. Hai người có cung có cầu với nhau luôn. Dạ dạ đúng rồi. Cô muốn ảnh làm cho cô nữa chứ hả? Dạ đúng rồi. Tại sao lại là ảnh mà không là một người khác? Dạ, rồi tại vì em với ảnh hợp nhau. Mà em nói chị nghe, ảnh làm cho em không phải là một lần đâu nha. Một tháng tới 4 lần. Trời, cái gì vậy trời? Dạ. Một tháng người ta chỉ có 4 tuần thôi. Dạ. Mà làm cho nó hết 4 lần. Dạ. Có nghĩa là mỗi tuần làm một lần. Dạ. Rồi vậy còn thời gian mà anh làm cho tôi nữa. Trời ơi, có đâu khó. Chị phải thỏa thuận với ảnh. Ví dụ anh làm em buổi sáng, anh làm chị buổi tối. Quan trọng là anh có sức khỏe hay không. Hả? Tao giết mày chết. Mày không biết thương chồng tao. Mày hại cả tao luôn. Em ơi. Ai chạy em chết. Em ơi. 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 Em
ngồi xuống. Anh nghe chú hai nấu là em hẹn ai ra đây nói chuyện, thì đây là em hẹn Hồng ra đây nói chuyện đi. Bây giờ nè, ba mặt một lời luôn, nói chuyện cho rõ ràng luôn nè. Anh đó nha. Cái gì? Gì? Dạ. Anh làm cái gì với nó? Anh làm cái gì mà mỗi tháng anh làm với nó tới 4 lần hẹn định kỳ với nó. Hèn mà anh làm rất là nhiệt tình nữa, hèn chi anh hờ hững với tôi. Dạ. Em nấu cái gì vậy? Ai lấy anh làm ai mà không nhiệt tình? Cái gì? Chứ sao nữa? Anh làm không chỉ một mình đó, mà còn làm rất nhiều người nữa hả? Thì làm nhiều người chứ. Mà rất nhiệt tình luôn. Ừ, ai cũng nhiệt tình, em anh cũng vậy mẹ. Không hề đâu. Bỏ xuống đi, làm cái gì mà manh động quá vậy? Ngồi xuống. Hèn chi, anh rất là hờ hững như tôi. Que sửa điện nước rồi, bảo trì điện nước rồi đó. Ừ. Bảo trì điện nước hả? Ừ. Nè, nói nha, tôi cấm tiệt từ đây về sau, anh không được làm cái gì với nó nữa. Trời nước ơi. Còn cô, cô đừng hòng mà quyến rũ, rù quến chồng đẹp trai của tôi nghe chưa? Đừng có mơ. Wow, mưa xa. Ủa hết cái mặt rồi. Nè chị, từ nãy giờ tôi nhìn chị lắm rồi nghe chưa? Chị mặc váy chị hung dữ, tôi mặc váy tôi cũng hung dữ vậy. Chị nghĩ làm sao? Chị nói chồng chị đẹp trai hả? Chị thì chị đem về nhà, chị chôn giấu thật là kỹ vô đi. Còn anh, ngày mai mua sợi dây xích, xích ba lại nghe chưa? Có ngày ba cắn người ta chết. Nè, tôi nói cho chị biết, tôi cũng là cung bò cạp. Một khi mà chị đã đụng tới lòng tự trọng của tôi, thì tôi không phải dạng vừa đâu. Khỏi sửa ống nước, điện nước gì hết trơn hết trời. Nghỉ đi. Vừa yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất, vừa luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lọi tin nhắn